Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Năm 2021 là năm mà dịch bệnh đã lấy đi bao nhiêu sinh mạng, để lại nhiều đau thương. Đặc biệt hơn, khi gia đình có người thân vĩnh viễn không còn trên cõi đời, để lại những mầm xanh đang lớn, những đứa trẻ bỗng trở nên mồ côi. Thấu hiểu được điều đó, tập đoàn Bin Corporation Group đã chung tay cùng các nhà hảo tâm gửi đến những phần quà thiết thực để động viên trẻ mồ côi nhân dịp Tết đến xuân về. Chiều ngày 15 tháng 1 tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Hùng Anh, một doanh nhân trẻ quê hương Tam Kỳ, Quảng Nam, chủ tịch tập đoàn Bin Corporation Group đã hỗ trợ 75 phần quà Tết trong tổng số 200 phần quà dành cho trẻ mồ côi do COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các quận huyện. Mỗi hoàn cảnh nhận 2,5 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều phần quà thiết thực khác từ các nhà hảo tâm. Đây là chương trình do báo Tuổi Trẻ phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhằm kêu gọi các mạnh thường quân chung tay góp sức. Có rất nhiều hoàn cảnh rất là khó khăn, có những em mất cha, có những em mất mẹ, có những em mất cả cha lẫn mẹ và đang mồ côi không nơi nương tựa. Chúng tôi nhìn thấy rất là đau xót và rất thông cảm và động viên, cũng không biết lời nào nữa, chỉ có biết động viên hỗ trợ các em được phần nào trong khả năng của chúng ta để giúp các em được phần nào hai phần đó. Nhân dịp Tết đến xuân về, nhà thì có cha có mẹ nhưng các em bây giờ là mất đi người thân rồi. Những ánh mắt hồn nhiên ngây thơ, các em vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng phần nào đã hiểu sự đau thương mà đại dịch COVID-19 mang đến. Ban tổ chức đã tạo niềm vui cho các em bằng những cuốn sách đủ thể loại hấp dẫn với từng lứa tuổi, những chiếc bong bóng tạo hình bởi bàn tay vui nhộn của các chú hề. Nhớ lại lúc ba mình lìa xa quả trần, em Lý Tạ Kim Hằng 13 tuổi có lẽ không thể nào quên. Buổi trưa ấy, thì gia đình con bị sốt nặng lắm. Cái ba con cũng nằm im một chỗ luôn, không có động đậy gì hết. Cái mẹ con mới hoảng hốt kêu là cả xóm con bưng ba con đi vào bệnh viện. Tại lúc đó là không có xe. Thì mẹ con có kể là khi vào bệnh viện ba con lại ngắt luôn, không có cử động đậy gì hết á. Thở thì thở hổn hển mà. Cái con về cũng hoảng hốt, con lo sợ. Nhưng mà tự nhiên tới ngày hôm hay ba ngày sau thì người ta báo về là ba con mất rồi. Mà lúc đó là báo trễ nữa, nên con không có hiểu. Thế tự nhiên má con giải thích thì con mới biết là con mất ba con rồi. Cảm xúc mà mất đi người thân đó, nó đau khổ lắm. Lúc đó con còn hoảng hốt, còn gục ngã luôn ấy. Tương lai thì con muốn làm một con người thành đạt để nuôi lại mẹ con. Để mẹ cũng có nói là sau này thì mày cố gắng mày làm con người thành đạt để nuôi một mình mày, chứ đừng như ba mày đi như thế, bỏ tao tao buồn. Quà cho bạn. Chương trình trở nên thú vị hơn khi có sự tham gia của Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên giao lưu với các em. Hoa hậu Thùy Tiên từng có một tuổi thơ không êm đềm, nhiều nghị lực vươn lên khó khăn nên đồng cảm với các em trong chương trình hôm nay. Có thể nói đây là món quà tinh thần vô cùng ý nghĩa mà ban tổ chức dành cho các em mồ côi do đại dịch COVID-19. Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận tất cả những sự đóng góp, những cái sự chia sẻ, rồi hỗ trợ cùng với chúng tôi để chăm lo cho các em trong hướng tương lai. Có thể hỗ trợ cho các em về tinh thần, về vật chất, cũng như là hỗ trợ cho các em theo từng nhóm khác nhau, rồi hỗ trợ cho các em làm sao để mà gắn kết được với gia đình và có những cái điều kiện thuận lợi nhất trong cái việc phát triển tương lai của các em. Thì nếu mà các đơn vị mà có những cái nghĩa cử cao quý đó thì chúng tôi mong rằng là sẽ liên hệ với báo Tuổi Trẻ và ban công tác xã hội của báo Tuổi Trẻ sẵn sàng là cái người chuyển đến cho tất cả các em. Ở thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày mà đại dịch khó khăn thì chính phủ, trung ương, các bộ ngành rồi các tỉnh thành đều tới hỗ trợ giúp đỡ cho thành phố Hồ Chí Minh về nhiều mặt, và trong đó thì thành phố Hồ Chí Minh hết sức là ghi nhận và biết ơn đối với lại các chính phủ cũng như là các tỉnh, các bộ ngành trung ương. Song song đó, khi gặp những cái khó khăn ở các tỉnh khác thì thành phố Hồ Chí Minh cũng rất là chia sẻ và ghi nhận trong cái dân tộc chúng ta, đất nước chúng ta gặp những khó khăn thì cái đại đoàn kết toàn dân, cái yêu thương gắn bó nhau để vượt qua những khó khăn thì ngày càng gắn bó và cái tinh thần dân tộc ngày càng tốt hơn. Và trong đó có một cái ý thức dân tộc, ý thức thương yêu, đùm bọc lẫn nhau càng nổi lên trong những lúc khó khăn này. Đáp lại những tình cảm của các mạnh thường quân, nhiều lời chúc năm mới từ các em gửi trao qua những nét chữ hồn nhiên đã gây xúc động đến tất cả mọi người. Cùng với các đơn vị tham gia, tập đoàn Bin Corporation Group, kinh doanh đa quốc gia các ngành nghề công nghệ tài chính,
sẽ tiếp tục mở rộng vòng tay nhân ái, cùng với nhiều tổ chức cá nhân sẽ chia đến cộng đồng, yếu thế, những người khó khăn trong cuộc sống nhằm hướng đến một xã hội Việt Nam tốt đẹp hơn trong tương lai.